La musica, la musica. Eccoli, eccoli. Eccoci. Adesso è Kim Gan, 11 anni dal Vietnam. Đây là một nàng công chúa rất đẹp đến từ Việt Nam, tên là Kim Ngân. Con 11 tuổi, con tên là Kim Ngân đến từ Việt Nam. Non hanno ascoltato lei. Đây là một câu hỏi rất là đặc biệt. Đức Thánh Cha ơi, con thấy có nhiều người lớn họ còn không nghe lời Đức Thánh Cha. Bây giờ con hỏi là làm sao người lớn có thể nghe lời chúng con là những người nhỏ? Đức Thánh Cha mời bạn Kim Ngân đến với Ngài. Và mời Kim Ngân đứng bên cạnh của Ngài. Kim Ngân viene dal Vietnam. Lei. Chúng ta nghe Đức Thánh Cha phát âm chữ Kim Ngân rất là dễ thương. Câu hỏi của Kim Ngân dành cho cha đó là làm sao mà người lớn có thể lắng nghe lời của chúng con được? Người lớn thì bận rộn với nhiều thứ lắm và họ dễ quên cái tiếng nói của con nít.
perché la vostra voce è necessaria. Lo diciamo insieme tutti. La voce del bambino, dei bambini è necessaria. Đức Thánh Cha nhắc lại một điều và mời mọi người cùng lặp lại với Ngài, đó là tiếng nói của các trẻ em là điều rất quan trọng. Che gli adulti ci ascoltino, che gli adulti vi ascoltino. Chúng con luôn luôn ước muốn là người lớn lắng nghe chúng con. Và chúng con phải làm sao để cho người lớn nghe được lời của, nghe được cái tiếng của chúng con, bởi vì chính chúng con là những sứ giả của hòa bình. Bây giờ mời chúng con lặp lại với cha. Thiếu nhi là những sứ giả của hòa bình. Cảm ơn Kim Ngân, Đức Thánh Cha. Chúc lành cho con.